Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là Ma Hoàng chấp 936, 937, 938. Ý ngươi là, cổ nhất phàm muốn dùng sung thiên kiếm giao dịch với chúng ta, đổi lại nhi tử của mình, nhưng hiện tại bị những người của thượng quan gia giam cầm, không thể thoát thân, vì thế liền phái ngươi đến truyền tin. Ba ngày sau, Phi Vân Vương Phủ vẫn là trong đại sảnh kim bích huy hoàng kia, bách lý kinh vĩ ở thượng tọa, khẽ cầm chén trà, lẩm bẩm thành tiếng. Tinh mang trong mắt chợt lóe, như có như không liếc về phía trước, bên cạnh là hai người thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đang ngồi cùng nhau. Đứng trước mặt hắn là một thân ảnh quen thuộc đang sợ hãi rụt rè, lại chính là thượng quan Ngọc Lâm toàn thân đầy vết thương, đã bị tra tấn không thành người mấy ngày nay không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn run rẩy đứng ở nơi đó, vẻ mặt gấp gáp, vội vàng gật đầu, đúng vậy, hắn đích thật là bảo ta đi truyền tin tức này cho hắn, không tin các ngươi xem, đây là ngọc giản hắn tự mình khắc ấn, mặt trên là linh hồn ấn ký của hắn không sai được. Nói xong, thượng quan ngọc lâm vội vàng lấy ra một đạo ngọc giản màu xanh biếc đưa lên. bách lý kinh vĩ đưa tay tiếp nhận, tinh tế giò xét một phen, khẽ gật gật đầu, lại giao cho thượng quan phi vân ở một bên nói, đích thật là thần hồn ba động của cổ nhất phàm, để cho chúng ta nửa tháng sau đến tỳ bà sơn cách xa trăm dặm trao đổi. cắt, thật sự là cởi quần đánh giấm, làm điều thừa. lúc trước ở trong vương phủ, nói là giao ra thần kiếm, liền thả nhi từ hắn, hắn không chịu vứt nhi tử bỏ chạy. Hiện tại ngược lại, lại chủ động yêu cầu trao đổi. Hừ, thật không biết hắn thông minh hay hồ đồ. Bất giác bĩu môi, sau khi thượng quan phi vân xem nội dung trong ngọc giản kia, liền từ chối cho ý kiến lại ném cho đan thanh sinh bên kia, cười nhạo đứng dậy. Phảng phất hành động này của chắc phàm, giống như đã đầu hàng với hắn, cũng chỉ có bách lý kinh vĩ hiểu được ý tứ trong đó. Thản nhiên lên tiếng, cũng không thể nói như vậy, cổ nhất phàm là người cơ trí, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Lúc trước chúng ta đem bọn họ trùng trùng điệp điệp vây quanh, nếu trao đổi vào lúc đó, hắn làm sao có thể yên tâm được. Cho dù ở nơi khác, đổi thành bổn tướng, cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại hắn hẹn ở địa điểm khác, tự mình nắm giữ quyền chủ động, chỉ sợ là đã lại một lần nữa làm tốt đường lui, thật là một hành động sáng suốt. Kế tiếp, có lẽ hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khơi mào cho song phương chúng ta chiến một trận, rồi nhân cơ hội chuồn mất. Hừ, nghĩ thật đẹp lần trước hắn đùa giỡn bổn vương còn chưa đủ sao lần này lại muốn tiếp tục không khỏi lạnh lùng cười thượng quan phi vân khinh thường bĩu môi trong mắt còn lộ ra sự tức giận tựa hồ vẫn rất để ý đến sỉ nhục lần trước khi bị trắc phàm trêu chọc nhưng đối với điểm này bách lý kinh vĩ tựa hồ đã không còn quá để bụng trong mắt chớp động từng trận tinh mang lơ đễnh khoát tay nói phi vân kiếm vương chớ nên hành động theo cảm tính dù sao thượng quan gia cũng là cái gai trong mắt chúng ta nếu lần này có thể lấy được trùng thiên kiếm cho dù bị hắn lợi dụng một lần nữa thì như thế nào. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cũng là có ích vô hại, ha ha, chẳng qua. Nhưng mà, Bách Lý Kinh Vĩ còn đang bình tĩnh cười. Tựa hồ đã đáp ứng điều kiện của chắc phàm, thì đột nhiên lại chuyển đề tài, một đôi mắt tràn đầy hồ nghi, lại hung hăng chừng về phía thượng quan Ngọc Lâm phía trước, nhìn đến mức hắn lảo đảo, trong lòng lo sợ bất an, mới nhếch miệng cười lên tiếng. Chỉ là bản tướng có chút khó hiểu, chính là, thượng quan công tử, cổ nhất phàm cầm trùng thiên kiếm, yêu cầu thượng quan ra thả ngươi rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng, các ngươi không phải luôn luôn đối đầu nhau sao, cho dù tình huống khẩn cấp, hắn không có người để tin cậy, chẳng lẽ thật sự sẽ tin tưởng ngươi, để cho ngươi đưa tin. Huống chi, chuyện này còn liên quan đến tính mạng nhi tử của hắn. Sắc mặt bất giác khổ sở, thượng quan Ngọc Lâm hướng bách lý kinh vĩ cúi đầu một cái thật sâu, trên mặt tràn đầy sầu dung thảm đạm. Thừa tướng đại nhân cao kiến, tiểu tử kia đích xác không tín nhiệm ta, cho nên trước khi tới, đã động tay động chân trên người ta, không tin các ngươi xem. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm giơ tay lên, triển lộ trước mặt bọn họ. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, mí mắt bỗng dưng đều run lên, trong lòng nhịn không được giật mình một chút. Chỉ thấy giờ khác này, trên cánh tay Thượng quan Ngọc Lâm, từng sợi gân mạch đang chậm rãi nhúc nhích, phóng mắt nhìn lại, chừng có hơn trăm đạo. Trong lòng bất giác dùng mình, Thượng quan Phi Vân bỗng dưng thò tay ra, bắt lấy cổ tay hắn, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xông vào, do xét thân thể hắn cũng nhịn không được nhất thời lại cả kinh. trời ạ à, tiểu tử ngươi thành tổ sâu rồi a à. mí mắt không khỏi hung hăng run rẩy thượng quan phi vân chỉ vào thượng quan ngọc lâm không thể tưởng tượng nổi nói trong cơ thể tiểu tử này chỉ sợ phải có tới mấy vạn con tằm trùng màu đỏ như máu bám vào người vô luận như thế nào cũng không diệt trừ được ngay cả lão phu dùng nguyên lực của bản thân để chấn động cũng không chết thật sự rất quỷ dị a à. lông mày khẽ run lên hai người còn lại nghe được lời này không khỏi một lần nữa nhìn về phía hắn thật sâu. Che cánh tay vặn vẹo có chút ghê tởm kia, trên mặt Thượng Quan Ngọc Lâm tràn đầy vẻ khổ bức, ai oán liên tục, "Ai, Thừa tướng đại nhân, các ngươi hiện tại đã biết vì sao tiểu tử kia yên tâm để ta đến đưa tin như vậy đi. Lúc đó hắn đánh ta ngất xỉu, sau khi ta tỉnh lại, trong cơ thể liền có đầy những thứ kinh tởm này. Hắn nói cho ta biết đây là huyết tằm, như giòi bám xương, trừ phi hắn thay ta cởi bỏ, hoặc là thân thể ta tử vong, nếu không ta cả đời không thể thoát khỏi chúng." Các ngươi cũng biết, nếu ta đi bỏ thân thể, lại đoạt xá trọng sinh mà nói, tu vi cũng sẽ chịu tổn hại rất lớn, phòng trừng cả đời liền dừng lại ở đây. Hắn chỉ bảo ta gửi cho hắn một lá thư, ta không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà phá hủy tiền đồ cả đời của mình. Cho nên nếu các ngươi đáp ứng, ta còn phải nhanh chóng trở về báo tin. Hắn chỉ cho ta 10 ngày, vượt quá 10 ngày, huyết tâm xê tự động phát tác, hút sạch máu của ta, vậy thân thể ta thật sự bị hủy ha. Hiểu rõ gật gật đầu ba người bách lý kinh vĩ nhìn vẻ mặt nước mắt lưng chồng của thượng quan ngọc lâm cuối cùng cũng tiêu tan băn khoăn trong lòng tin tưởng tính chân thật của bức thư này nếu không bọn họ còn hoài nghi đây lại là quỷ kế gì của thượng quan gia hừ không thể tưởng được cổ nhất phàm là một luyện đan sư thủ đoạn lại ác độc như thế à bất giác lạnh lùng cười thượng quan phi vân hừ nhẹ lên tiếng bách lý kinh vĩ nghe được cũng khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến từ xưa đến nay nhất tướng công thành vạn cốt khô lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phù nếu cổ nhất phàm là hạng người nhân tử nương tay kia ngược lại sẽ dễ đối phó nhiều hơn chúng ta cũng không cần phải đối đãi với hắn cẩn thận như thế đúng rồi ngọc lâm công tử bổn tướng còn có một mê hoặc trong lòng cần công tử giải đáp ngay sau đó bách lý kinh vĩ trầm ngâm một chút lần nữa nói nếu thượng quan ra sẽ thả ngươi ra hẳn là cũng sớm có chuẩn bị chỉ sợ trong nháy mắt ngươi rời đi toàn bộ liền chuyển đi nơi khác đi dù sao ngươi đã không được tín nhiệm. Vì vậy, ngươi làm sao có thể đi trả lời cho cổ nhất phàm? Bái lại thật sâu, Thượng quan Ngọc Lâm cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, mặc dù ta không tìm thấy hắn, nhưng trước đó chúng ta đã định ra nơi ước định, hắn ngược lại có thể rất nhanh tìm được ta. Ta chỉ cần đặt hồi thư của ngài cho hắn ở địa phương được chỉ định, hắn sẽ tự đi lấy, sau đó sẽ cho ta biết thủ quyết để thoát khỏi sự khống chế của huyết tầm về phần diệt trừ tận gốc. Vậy phải chờ song phương các ngươi trao đổi con tin, tại hạ rời đi, hắn sẽ tự mình cởi bỏ. Làm việc như vậy, thật đúng là nghiêm cẩn, không sợ ngươi sơ xuất chính sự, cũng cho ngươi hy vọng cuối cùng, để cho ngươi tận tâm tận lực vì hắn mà xuất lực. Ừm, không hổ là người trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi kia, làm việc nghiêm túc kín kẽ, không có gì để nói. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cảm thấy đã hiểu rõ, sau đó lại nhìn hai người còn lại một cái nói, hai vị kiếm vương, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Nhìn nhau một cái, hai người thượng quan phi vân cùng đan thanh sinh đồng loạt lắc lắc đầu không hẹn mà đồng ý nói thừa tướng đại nhân cảm thấy thỏa đáng liền thỏa đáng hai người chúng ta không có dị nghị rất tốt vậy cứ quyết định như vậy chuyện liên quan đến lấy được trùng thiên kiếm mặc kệ lần trao đổi con tin này cổ nhất phàm là thật tâm hay là giả ý bổn tướng đều nguyện ý thử một lần ha 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 tinh mang trong mắt chợt lóe khóe miệng bách lý kinh vĩ xẹt qua một đường cong kỳ dị tiếp theo lấy ra một đạo ngọc giản tĩnh tâm khắc ghi lại một chút liền giơ tay đưa cho thượng quan ngọc lâm đang đứng ở phía trước nói thượng quan công tử đây là thư tín của bổn tướng ngươi chuyển giao cho cổ nhất phàm đi đề nghị trao đổi của hắn bản tướng tiếp nhận nửa tháng sau gặp lại cúi người thật sâu thượng quan ngọc lâm cung kính tiếp nhận ngọc giản cũng không lui về phía sau ngay mà do dự một lúc lâu bọn dáng như có chút khó có thể mở miệng bách lý kinh vĩ thấy vậy thì không khỏi sừng sốt như thế nào ngươi không phải nói thời gian rất gấp sao sao còn không trở về phục mệnh khởi bẩm thừa tướng đại nhân kỳ thật lần này tại hạ đến đây cổ nhất phàm hắn còn có một chuyện dặn dò nếu chuyện này làm không ổn mặc dù có câu trả lời của thừa tướng hắn cũng coi như thừa tướng đại nhân không có thành ý tuyệt không nhắc lại chuyện trao đổi chuyện gì lông mày run lên bách lý kinh vĩ lạnh lùng hỏi trầm ngâm một chút thượng quan ngọc lâm sâu kín mở miệng thừa tướng đại nhân tại hạ muốn gặp nhi tử kia của hắn một cái xem nó có an toàn hay không làm can tiểu quỷ kia là trọng phạm chỉ sau khi hắn lấy ra trùng thiên kiếm lão phu mới có thể đem tiểu tử kia trả lại cho hắn ha có thể sớm mang ngươi đi tới bại lộ nơi giam giữ của tiểu quỷ kia ngươi cho bổn vương là hài đồng ba tuổi mặc cho các ngươi hoa ngôn xảo ngữ thăm dò tung tích trọng phạm nếu các ngươi hợp tác đến cướp ngục thì làm sao bây giờ phanh một tiếng thật lớn bách lý kinh vĩ còn chưa mở miệng thượng quan phi vân đã hét lớn một tiếng trợn mắt mà nhìn khóe miệng bất giác trễ xuống thượng quan ngọc lâm cũng bất đắc dĩ phi vân cữu cữu, ngài đừng nổi giận với ta ha ta cũng không muốn gặp tiểu quỷ thối kia nhưng không có biện pháp tiểu tử cổ nhất phàm kia nói nếu con trai hắn chết hắn cầm trùng thiên kiếm đi trao đổi chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở về sao bà nội nó con mẹ nó ngươi nói ai là chó đấy ách không 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 cứu cứu ngài đừng tức giận đây không phải là ta nói là cổ nhất phàm kia nói à thượng quan phi vân nổi giận một tiếng khi thế toàn thân không ngừng phát ra thượng quan ngọc lâm không khỏi cả kinh vội vàng khoát tay áo trên mặt đều là một mảnh oan khuất trong lòng oán thầm không ngừng cổ nhất phàm con mẹ ngươi chính ngươi ở sau lưng người ta mắng chửi lại để cho lão tử truyền lời hiện tại sự tức giận của người ta đều rắc lên đầu lão tử ngươi ngược lại trốn ở sau lưng vui vẻ tiêu dao nếu không phải lão tử chúng huyết tầm chi cổ này của ngươi lão tử mới không chịu khổ thay ngươi chạy việc nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể kiên trì cố gắng tươi cười nói cữu cữu ngài bớt giận kỳ thật băn khoăn này của hắn cũng là hợp tình hợp lý một phụ thân trường kỳ không gặp được nhi tử có chút lo lắng cũng là khó tránh khỏi mà ha 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 nghe được lời này thượng quan phi vân suy nghĩ một chút thấy cũng đúng liền thở dài nhàn nhạt gật gật đầu chỉ có bách lý kinh vĩ tinh mang trong mắt không ngừng lóe lên tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó hung hăng nhìn chằm chằm thượng quan ngọc lâm ở phía trước không buông khóe miệng không hiểu sao lại xẹt qua một đường cong tà dị như vậy ngươi trực tiếp trở về nói với hắn nhi tử của hắn thập phần an toàn được nuôi đến trắng trẻo mập mạp để hắn không cần lo lắng an tâm giao dịch là được về phần gặp mặt ha ha ta thấy không cần phải gặp đâu cân nhắc một chút bách lý kinh vĩ đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị khẽ nhấp một ngụm trà nhìn về phía thượng quan ngọc lâm sâu kín lên tiếng Thượng quan Phi Vân nghe được, cũng là từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, cười nhạo nói, đúng vậy, ngươi cứ như vậy trở về nói với hắn, chẳng lẽ hắn còn có mắt trời, biết ngươi thật sự chưa từng thấy qua thằng nhóc kia sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, liền dễ làm. Sắc mặt bất giác khổ sở, Thượng quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, các ngươi cũng biết, tiểu tử cổ nhất phàm này tinh thông giống như khỉ, há có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Trước khi đến, hắn nói với ta Hắn cùng nhi tử kia ngày thường có một ám hiệu Ta phải tự mình nhìn thấy tiểu tử kia Cùng hắn làm lại cái ám hiệu kia Mang về, hắn mới có thể tin tưởng Bằng không hắn liền cho rằng nhi tử hắn đã chết Giao dịch lần này hoàn toàn hủy bỏ Hơn nữa, hắn còn có thể lập tức đem kiếm giao cho thượng quan ra Cùng bọn họ trở về Đông Châu Về sau liền theo thượng quan ra lăn lộn Thân thể nhịn không được chấn động Thượng quan phi vân không khỏi cả kinh Cái gì còn có loại chuyện này Vậy chẳng phải là lần này ngươi nhất định phải gặp tiểu quỷ kia sao chính là như vây ai bất đắc dĩ lắc đầu thượng quan ngọc lâm cũng cảm thấy rất khó xử kỳ thật nếu không phải chắc phàm nhất định yêu cầu hắn cũng không muốn đi gặp cổ tam thông dù sao ở phi vân vương phủ này trong lòng hắn cũng rất khiếp đảm một khác cũng không muốn ngây ngốc ở đây nhất là ở cùng một chỗ với những cường nhân như quan phi vân luôn làm cho hắn có cảm giác không an toàn muốn thoát khỏi nơi này lông mày cau thật sâu thượng quan phi vân quay đầu nhìn bách lý kinh vĩ ở một bên trưng cầu ý tứ của hắn nhưng bách lý kinh vĩ vẫn trầm mặc không nói một lời tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó thấy tình cảnh này thượng quan ngọc lâm không khỏi lột bộp một chút chợt cảm thấy một cỗ sợ hãi đang ập tới kinh hãi nói người các ngươi sẽ không thật sự giết chết tiểu quỷ kia chứ vậy ta phải làm sao bây giờ các ngươi còn muốn trùng thiên kiếm nữa hay không tiểu quỷ kia vừa chết cổ nhất phàm bên kia không chiếm được tin tức giao dịch hủy bỏ, các ngươi không chiếm được trùng thiên kiếm, thân thể ta cũng chỉ còn một đường chết a, à, các ngươi. Sao các ngươi có thể giết tiểu quỷ kia chứ? Cho dù giết chết, cũng phải đợi đến khi thần kiếm đến tay rồi nói sau. Bách Lý Thừa Tướng, ngài cũng là một người có chừng mực, như thế nào lại? Câm miệng lại. Nhưng mà, còn không đợi lời nói có chút kinh hoàng của hắn nói xong, một tiếng quát lạnh đã bỗng dưng vang lên. Thượng quan Phi Vân hung hăng nhìn chằm chằm hắn, trách mắng, đừng có mà, con mẹ nó, hô to gọi nhỏ, tiểu quỷ kia còn chưa chết đâu. Hả? Chưa? Chưa chết à? Vậy các ngươi vừa rồi còn một bộ lề mà lề mề, mặt co mày cáo, cứ làm như để cho lão tử thấy tiểu quỷ kia thì khó khăn lắm vậy, dọa chết lão tử. Lão tử còn tưởng rằng phải gặp một cỗ thi thể, vù. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng cũng yên lòng, sau đó liền dùng vẻ mặt hy vọng nhìn về phía bọn họ, chờ bọn họ trả lời. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, được rồi, liền dẫn ngươi đi xem tiểu quỷ kia một chút. Chỉ có điều, có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một lời nửa câu, liền xem tạo hóa của ngươi. Ách, đây, đây là có ý gì? Các ngươi dùng hình phạt với hắn, còn đánh hắn gần chết, ngay cả lời cũng không thể nói được. Không khỏi sừng sốt, Thượng quan Ngọc Lâm bất giác chấn động. Tiếp theo, nhìn về phía đám người Thượng quan Phi Vân, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên kỵ càng sâu. Đám súc sinh này, cư nhiên ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha, thật sự quá tàn nhẫn. Tuy rằng bản thân Thượng quan Ngọc Lâm cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhưng cũng không thể chấp nhận được loại hành vi ác bạo đối với phụ nữ và trẻ em. Nói tóm lại, hắn vẫn là danh môn quý công tử, có phong độ cùng điểm mấu chốt nhất định, dù có xấu đến đâu cũng không làm được chuyện quá tàn bạo như những người này. Phảng Phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Thượng quan Phi Vân không khỏi nổi giận, "Quát, ngươi đang dùng cái ánh mắt gì vậy?" thật đúng là cho rằng chúng ta động thủ với thằng nhóc kia sao. Huống hồ, với quái lực của thằng nhóc kia, còn có thể xem như hài tử sao. Đó là, được rồi, thượng quan công tử đi theo chúng ta là được rồi. Thượng quan Ngọc Lâm còn đang nghi hoặc trong lòng, Bách Lý Kinh Vĩ đã lên tiếng cắt đứt, sau đó đi thẳng ra ngoài. Hai người thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh thì theo sát bên cạnh, thượng quan Ngọc Lâm gãi gãi đầu, cũng vội vàng đuổi theo. Kết quả là, một đoàn bốn người, xuyên qua đạo đạo đình đài lầu các, đi tới trước một tòa núi giả, ấn quyết trong tay thượng quan phi vân vừa kết thúc. Giả sơn kia liền ong ong một tiếng, phát ra một trận không gian ba động, sau đó chậm rãi chuyển rời, lộ ra một cái động khẩu đe nhánh. Bước về phía trước, bốn người đi thẳng xuống động, đèn đuốc nhất thời sáng trưng, sắp xếp thẳng hàng, nối đuôi nhau đi vào, kéo dài về phía sâu dưới đáy động. Hai đội hộ vệ cao thủ dung hồn quy nguyên cảnh báo cáo kết quả công tác, liệt kê ở bên cạnh, ba bước một người, năm bước một chạm, bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như cột chống trời, thủ vệ an toàn trong động này, có chừng hơn 50 người, một tấc cũng không rời. Cảm thụ được khí tức của đám cường giả này nhào tới trước mặt, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Đây chính là địa lao bí mật của Phi Vân Vương Phủ đi, thật sự là thủ vệ nghiêm mật. Nhưng mà, ai lại có thể nghĩ đến, một gian địa lao nghiêm mật như vậy, đúng là để giam giữ một tiểu hài tử. Có thể thấy được Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương vô cùng coi trọng hài tử này, hoặc có thể nói là coi trọng cổ nhất phàm. Rất nhanh, bốn người rốt cục đi tới cuối địa lao, nhưng cũng không âm trầm mờ mịt, tản ra mùi hôi thối tanh tưởi cùng ẩm ướt như thượng quan Ngọc Lâm tưởng tượng. Ngược lại là lều lụa nhẹ nhàng, đèn đuốc rải rác, bàn là gỗ lê điêu khắc, ghế là thiên sơn thanh nham, xa hoa cùng quý giá nói không nên lời. Nhất là chiếc giường lớn điêu khắc hoa kia, càng trong suốt lấp lánh, chạm ngọc thành trụ, nét cổ xưa cùng nội hàm đều được xem trọng, hoa quý và thanh lịch cùng tồn tại. Cái này, con mẹ nó, còn có thể tính là ngục tối sao, đãi ngộ cũng quá tốt đi. Thượng quan Ngọc Lâm khó hiểu, thượng quan Phi Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ vào một hài đồng sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt không nói, ôm ôm nói, này, tiểu quỷ ngươi muốn gặp ở đó, lão tử khi nào dùng hình với đứa nhỏ. Đó là, nhi tử của chắc phàm. Không khỏi cả kinh, thượng quan Ngọc Lâm tập trung nhìn lại, quả nhiên là hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, hoàn hảo, hắn còn chưa chết. Tiểu tam tử. Cùng lúc đó, trong phi vân thành trong một góc tối phụ cận vương phủ một thân ảnh thần bí đang lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới bóng tối đen kịt hai tay kết ấn quyết lại đột nhiên mở hai mắt tinh mang trong mắt chợt lóe kêu to thành tiếng lại chính là chắc phàm không thể nghi ngờ nguyên lai hắn cũng đã sớm tiến vào phi vân thành theo sau thượng quan ngọc lâm mai phục ở bên cạnh mà không ai biết chính là giờ này khác này trong bụng thượng quan ngọc lâm nơi đã bị đám huyết tằm bao vây chậm rãi lui ra lại nhất thời lộ ra một đạo thân ảnh đỏ thấm, lớn cỡ nắm tay, dáng vẻ trẻ con, chính là bản mạng huyết anh của Trác Phàm. Kỳ thật, Trác Phàm đem nhiều huyết tầm rót vào trong cơ thể Thượng Quan Ngọc Lâm như vậy, chủ yếu cũng không phải vì muốn uy hiếp không chế hắn, bởi vì muốn uy hiếp hắn có rất nhiều phương pháp. Huyết tầm chỉ có thể tra tấn thân thể, đối với tu giả hóa hư cảnh đã có thần hồn trở lên, mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Nếu người nọ thật sự liều mạng, chịu để tu vi tổn hại lớn, không cần thân thể, ngươi cũng không làm gì được hắn. Chắc phàm rót huyết tầm vào trong cơ thể thượng quan Ngọc Lâm, chủ yếu là để che giấu sự tồn tại của huyết anh. Từ trước khi đến, sở dĩ chắc phàm đánh hắn ngất xỉu là vì lúc động tay động chân, không để cho hắn biết mình nhét vào trong cơ thể hắn bao nhiêu thứ. Huyết anh tính là một, huyết tầm tính là một, hơn nữa vì phòng ngừa hắn dò xét được sự tồn tại của huyết anh, chắc phàm còn thuận tiện phong ấn ngũ giác lục thức của hắn. Mà thượng quan phi vân dò xét, cũng chỉ có thể dò được huyết tầm, liền không thăm dò thêm được gì nữa, phòng trừng cũng không nghĩ tới còn có loại vật như huyết anh này. Cứ như vậy, chắc phàm có thể lợi dụng thân thể thượng quan Ngọc Lâm giúp hắn tìm được tung tích của tiểu tam tử. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều là để hắn có thể nhanh chóng tìm được chỗ của tiểu tam tử, thuận tiện chuẩn bị. Dù sao muốn cứu người, tất yếu phải biết vị trí trước mới được. Mí mắt khẽ run rẩy, chắc phàm thông qua ánh mắt của huyết anh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé có hô hấp yếu ớt đang nằm trong lều lụa, trong lòng bỗng dưng đau xót, hai tay cũng hung hăng nắm chặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại buông lòng bàn tay ra, để cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm để động thủ, hắn còn phải chờ, phải đợi. Mà trong sơn động, Thượng quan Ngọc Lâm đang chậm rãi đi tới bên cạnh cổ Tam Thông, sau khi dò xét hơi thở của hắn thì không khỏi sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân nói, hắn làm sao vậy? Mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu bất đắc dĩ trợn trắng mắt thượng quan phi vân thản nhiên xuất khẩu không khỏi ngần ra thượng quan ngọc lâm một lần nữa tinh tế xem xét lại nhất thời nhìn thấy cánh tay bị thương của cổ tam thông tuy rằng đã được tiến hành băng bó cầm máu nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra chậm rãi theo cánh tay chảy xuống một thứ dụng cụ to bằng chậu rửa mặt đang được đặt ở dưới mặt đất đảo mắt liền có nửa chậu không khỏi cả kinh thượng quan ngọc lâm vẻ mặt hoảng sợ nói các ngươi lấy máu của hắn các người đang làm gì vậy đánh rắm. Nhưng lời này của hắn vừa nói ra, Thượng quan Phi Vân liền mắng to, lão phu tuy không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không xấu xa như thế, lấy máu của một đứa nhỏ để tra tấn nó. Hơn nữa, ngay cả hình phạt ta cũng chưa dùng với hắn, còn đem mật thất lão phu dùng để luyện công nhường ra để chữa thương cho hắn, làm sao có thể lấy máu của hắn chứ? Cái gì? Đây là mật thất luyện công của ngài? Nói nhảm, chẳng lẽ chỗ này giống địa lao? Không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thượng quan phi vân hung hăng chừng mắt nhìn thượng quan ngọc lâm một cái sau đó lại nhìn về phía cổ tam thông bất đắc dĩ thở dài ai tiểu tử này có chút quái đêm đó sau khi bị lão phu làm trọng thương lão phu nghĩ đến ngày sau muốn đem hắn uy hiếp tiểu tử họ cổ kia liền để luyện đan sư dưới trướng cứu trị nhưng rất kỳ quái bất luận dùng thuốc gì đều khó có thể ngăn chặn vết thương chảy máu của hắn cho nên khi ngươi nói muốn gặp tiểu tử này một lần lão phu đã do dự một lúc lâu không biết nên làm như thế nào cho phải bởi vì, tiểu tử này hiện tại mặc dù chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Không biết đến lúc đó, còn có thể đem hắn đi đổi kiếm hay không. Lông mày nhịn không được run lên, Thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng cũng hiểu được hết thảy. Khó trách vừa rồi bọn họ ra sức từ chối, thì ra tiểu tử này chỉ còn nửa cái mạng, nói không chừng nửa tháng sau cũng đã mất mạng rồi. Nếu Cổ Nhất Phàm phải biết chuyện này, vậy còn đổi kiếm giám a, khẳng định trực tiếp đầu nhập vào trong ngực Thượng quan gia, mở canh tán diệp đi coi như không có đứa con trai này. Mà chắc phàm trong bóng tối kia cũng không khỏi hung hăng chấn động, trong lòng kinh hãi, trên mặt chợt tràn đầy vẻ lo lắng cùng khó hiểu. Vết thương của tiểu tam tử lại không cách nào khép lại. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dùng tay chậm rãi đặt lên cổ tay mềm mại của cổ tam thông dò xét, bách lý kinh vĩ xoay đầu nhìn về phía những người còn lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn như cũ, thương thế trong cơ thể không giảm không nói, ngay cả máu cũng không ngừng chảy được. Ai? cứ tiếp tục như vậy thật sự là sẽ mất mạng phi vân kiếm vương người lúc ấy ra tay thật sự quá tàn nhẫn điều này sao có thể trách ta cầm hơi nhắc lên thượng quan phi vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng lúc ấy lão phu có thương tích trên người nên mới ôm hận ra tay tự nhiên khó có thể thu lực thế nhưng lúc ấy lão phu cũng không muốn mạng của hắn a sau đó còn cực lực cứu trị cho hắn ai ngờ hắn lại quái dị như thế nếu là người bình thường đã sớm khỏi hẳn nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn trọng thương không thể trị, thật là kỳ quái. Thượng quan Phi Vân trong lòng một trận khó hiểu, lông mày cũng nhíu lại, ngưng tụ thành một đoàn, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hắn thật sâu, cũng là bất giác cười lắc lắc đầu. Ha ha ha, thôi thôi, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, cũng không thể làm gì được. Mấu chốt là hiện tại cổ nhất phàm muốn có một câu trả lời thuyết phục về nhi tử của hắn mới có thể hoàn thành giao dịch, hiện tại cổ tam thông như thế, phải trả lời như thế nào? Hay là, thượng quan công tử, ngươi đi tới trước thử xem. Có lẽ tình thương vĩ đại của phụ thân liền có thể thật sự đem hắn tỉnh lại thì sao? Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ vừa chỉ chỉ cổ tam thông, vừa nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm, khẽ cười lên tiếng. Được rồi, ta thử xem. Mày cao lại thật sâu, thượng quan Ngọc Lâm cũng có chút do dự, chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của hắn, vô luận như thế nào cũng phải lấy được câu trả lời từ trong miệng tiểu quỷ này mới được. Nếu không, Cổ Nhất Phàm cho rằng nhi tử đã chết, đem hủy bỏ giao dịch, thân thể hắn sẽ bị tiêu diệt, tu vi tổn hại lớn không nói. Mấu chốt là cổ nhất phàm tiểu tử này phá bình đập nồi, thật sự tới làm con rể cho thượng quan gia thì làm sao bây giờ? Yên Nhi, yên nhi của ta, làm sao ta có thể cho phép ngươi rơi vào trong tay tiểu tử này? Trong lòng không nhịn được giống to một tiếng, đồng tử thượng quan Ngọc Lâm chợt ngưng tụ, hùng hổ hiên ngang chạy về phía mép giường cổ tam thông, như nhất thời lại lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nhẹ giọng nói dỗ dành tiểu tam tử tỉnh lại ta là người phụ thân ngươi phái tới để đón ngươi ngươi mau tỉnh lại à. không có động tĩnh tiểu tam tử tựa như một cái xác chết lặng lặng nằm ở nơi đó máu tươi vẫn tích tắc rơi xuống từ cánh tay hắn không có chút động tĩnh nào đáng nói nhìn hết thảy thượng quan ngọc lâm mắt đầy lo lắng nhịn không được lau mồ hôi trên trán chắc phàm từ xa nhìn chăm chú nơi này lông mày cũng nhẹ nhàng run rẩy trong lòng một mảnh lo lắng thương thế của tiểu tam tử đến tột cùng là nặng cỡ nào, hắn vẫn chưa biết, chỉ có đến khi cứu ra mới có thể quan sát. Nhưng trước mắt, từ biểu hiện xem ra, hẳn là rất nặng, dĩ nhiên ảnh hưởng đến tính mạng. Vừa nghĩ tới đây, chắc phàm liền nhịn không được hung hăng cắn chặt hàm răng, hai tay cũng nắm chặt, lại bất lực buông ra. Mẹ nó, tiểu quỷ thối, ngươi tốt nhất thức thời một chút cho ta, lập tức tỉnh lại, nói ra ám hiệu ngày thường của ngươi và cha ngươi, bằng không lão tử cũng sẽ không khách khí nói mềm không được lúc này thượng quan ngọc lâm liền vung tay lên trở nên kiêm quyết chỉ vào cổ tam thông sắc mặt bình tĩnh mắng to ngươi cùng lão cha mà quỷ của ngươi có chết hay không không quan trọng nhưng mạng của lão tử con bí liên lụy trong đó đấy nếu hai cha con các ngươi dám liên lụy khiến lão tử mất mạng hừ hừ tiểu quỷ hiện tại ngươi vẫn là nửa cái mạng có tin lão tử lập tức cho ngươi ngay cả nửa cái mạng cũng không có hay không yên tĩnh chết yên tĩnh như chết tiểu tam tử vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó như trước phảng phất như một thiên sứ thoát ly thế gian không để ý ân oán thế tục cứ lẳng lặng nằm như vậy không oán không cầu cũng không phát ra một tiếng thấy tình cảnh này ra mặt thượng quan ngọc lâm co rút cũng là bất đắc dĩ đồng thời trong lòng một trận bi thương hắn còn tưởng rằng phiền toái lớn nhất trong nhiệm vụ lần này chính là bọn bách lý kinh vĩ gây khó dễ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới điểm quyết định lớn nhất lại ở trong tay tiểu tử thối này tiểu tử này không tỉnh lại giao dịch cũng không cách nào hoàn thành Tất cả mọi người ở nơi này đều là kẻ thua cuộc. Nhất là Thượng quan Ngọc Lâm đại công tử hắn, hắn trêu ai chọc ai, như thế nào mà mỗi lần song phương tranh đấu, không phải Thượng quan gia cùng Phi Vân Vương phủ, thì chính là Phi Vân Vương phủ cùng Cổ Nhất Phàm. Người trước coi như có chút liên quan, dù sao hắn cũng là một thành viên của Thượng quan gia. Nhưng hắn và Cổ Nhất Phàm có nửa hào quan hệ a, vì sao tiểu tử kia muốn giao dịch cùng đám người Bách Lý Kinh vĩ, cũng phải đem hắn kéo vào bên trong? giao dịch của bọn họ tan vỡ, lại có quan hệ gì với hắn, cũng không phải do hắn phá hư, mà là tiểu tử họ cổ ra kia không chịu tỉnh lại, nên mới hỏng, truy ra nguyên nhân, cũng là thượng quan phi vân xuống tay quá nặng nên mới hỏng, cùng hắn thật sự một chút quan hệ cũng không có a. À. Nhưng vì sao, hai nhà giao dịch tan vỡ, cuối cùng kẻ thua cuộc lớn nhất lại là hắn? Tại sao mỗi lần bị thương, vẫn luôn luôn là hắn ta? Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng ủy khuất, vẫn ốt muốn chết, cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn. Đậu Nga chỉ là vô duyên vô cớ bị chết oan mà thôi, hắn chính là xuất công xuất lực cho cả hai bên, không có công lao còn có khổ lao, đến cuối cùng vẫn là chết oan, dựa vào cái gì à? Ông trời ơi, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như vậy? Thượng quan Ngọc Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đang nhỏ máu, cảm thấy trên đời này, chuyện xui xẻo gì cũng đến trên đầu hắn, sao hắn lại xui xẻo như vậy?